Chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tin nhanh quốc tế số ngày 18 tháng 5 để cập nhật những thông tin nóng trên thế giới. Chương trình được phát sóng hàng ngày vào lúc 10 giờ sáng trên báo Thanh Niên ở địa chỉ thanhniên.vn. Bản tin hôm nay gồm những tin chính sau đây. Tổng thống Putin cam đoan ông Donald Trump không tiết lộ bí mật với Nga. Cựu giám đốc FBI sẽ điều tra mối liên hệ giữa ban vận động tranh cử của ông Trump và Nga. Bác sĩ biểu tình tại Venezuela. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói ông có thể chứng minh Tổng thống Mỹ Donald Trump không tiết lộ bất kỳ bí mật quốc gia nào cho Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov trong cuộc họp tại Washington vào cuối tuần qua. Phát biểu tại một cuộc họp báo tại khu nghỉ dưỡng tại Sochi bên bờ Biển Đen cùng với Thủ tướng Ý Paolo Gentiloni, ông Putin nói đùa rằng Bộ trưởng Lavrov đã thiếu trách nhiệm khi không báo lại cho ông những thông tin tuyệt mật mà báo chí Mỹ đồn đoán. Ông nói, hôm nay tôi có nói chuyện với ông Lavrov và tôi buộc phải đưa ra lời khiển trách vì ông ấy không chia sẻ những thông tin đó với chúng tôi. Tôi không biết, đại diện cơ quan tình báo Nga cũng không biết, như vậy là rất tệ. Ông Putin nói chính phủ Nga đánh giá cao cuộc gặp giữa ông Trump và ông Lavrov và sẵn sàng đưa ra bản ghi chép tại cuộc họp này để có thể trấn an các nhà lập pháp Mỹ nếu cần thiết. Một trợ lý tại Điện Kremlin sau đó nói với phóng viên rằng Moscow giữ biên bản ghi chép cuộc họp chứ không phải bản ghi âm. Ông Putin cũng phàn nàn về các dấu hiệu mà ông gọi là tâm thần phân liệt chính trị tại Mỹ và nói rằng đang có nhiều người không muốn để ông Trump làm tốt công việc. Ông Putin nói thêm, điều khiến tôi ngạc nhiên là họ lại sử dụng những khẩu hiệu chống Nga để làm rối các tình huống chính trị trong nước, hoặc là họ không hiểu được những thiệt hại đang tự gây ra cho nước mình, hoặc ngược lại, họ biết rõ mình đang làm gì, và trong trường hợp đó thì họ quá nguy hiểm và thối nát. Ngày 15 tháng 5, hai quan chức Mỹ cáo buộc Tổng thống Trump đã tiết lộ thông tin tuyệt mật với ông Lavrov về một âm mưu chiến dịch khủng bố của nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, khiến Nhà Trắng dính vào thêm một vụ tai tiếng lớn chỉ vài tháng sau khi ông Trump nhậm chức. Phía Nga nhiều lần tuyên bố rằng các chính trị gia chống Nga ở Mỹ đang lợi dụng các nỗi sợ hãi vô căn cứ về quan hệ giữa hai nước để cản trở các nỗ lực xích lại gần nhau và bôi xấu thanh danh của ông Trump. Thưa quý vị, ngày 17 tháng 5, Bộ Tư pháp Mỹ đã bổ nhiệm cựu giám đốc FBI Robert Mueller làm công tố viên đặc biệt điều tra sự liên hệ giữa ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump với phía Nga vào năm 2016. Vụ tai tiếng trên đã phá hỏng trật tự chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa tại Washington và bắt đầu gây sức ép lên các thị trường tài chính. Đồng đô la và chỉ số chứng khoán đã giảm mạnh trong bối cảnh các nhà đầu tư nghi ngờ Tổng thống Trump có thể thực hiện cam kết cắt giảm thuế, cải cách ngân hàng và chi tiêu nhiều vào cơ sở hạ tầng. Động thái bổ nhiệm diễn ra chỉ một ngày sau khi có cáo buộc Tổng thống Trump đã yêu cầu cựu giám đốc FBI James Comey ngưng điều tra trước khi sa thải ông vào tuần trước. Thưa quý vị, các nhân viên y tế và bác sĩ đã biểu tình tại Venezuela đòi giải quyết tình trạng thiếu thuốc men trầm trọng gây nguy hiểm cho sức khỏe người dân. Chúng tôi phải chịu đựng tình trạng thiếu thuốc men, chịu đựng cái chết của con cái mình, phụ nữ mang thai đang chết dần cùng em bé. Không có cách nào để giải quyết vấn đề cả. Hiện Venezuela đang thiếu hụt 85% thuốc và hàng triệu người phải vật lộn với tình trạng thiếu thực phẩm cũng như lạm phát tăng cao. Chúng tôi có vấn đề và đang giải quyết chúng. Venezuela có đủ nguồn lực để giúp đỡ người dân của mình và có trách nhiệm với người dân. Điều đó nghĩa là không một cá nhân tổ chức nào từ bên ngoài được phép can thiệp vào đất nước để giải quyết vấn đề. Tuần trước, kết quả thăm dò suốt 2 năm về y tế cho thấy tình trạng tại đây ngày càng xấu đi với tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh tăng 30%, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai và cho con bú tăng 65% và sốt rét tăng 76% trong năm ngoái. Ngay sau đó, Tổng thống Nicolas Maduro đã bổ nhiệm Bộ trưởng Y tế mới, nhưng các chuyên gia đã cảnh báo người dân rằng tốt nhất là đừng mắc bệnh vì không có thuốc. Thưa quý vị, ngày 16 tháng 5, các đồng nghiệp của phóng viên Javier Valdez, người bị bắn chết tại bang Sinaloa, Mexico, đã tham dự đám tang trong khi Tổng thống Mexico hứa sẽ có những hành động mới để bảo vệ nhà báo. Anh ấy luôn lên án cái xấu và lên tiếng giúp những người không có tiếng nói trong xã hội. Anh ấy luôn chống lại sự bất công tại Mexico và dành hết đam mê cho nghề báo. Vụ sát hại ông Valdez đã khiến Mexico phẫn nộ. Năm ngoái, đã có 11 phóng viên tại nước này bị giết chết. Không có nghi phạm nào bị bắt giữ và có nỗi lo lắng tăng cao khi những kẻ giết người không bị trừng phạt.
Tổng thống Enrique Peña Nieto đã dành một phút tưởng niệm Valdés và hai phóng viên khác thiệt mạng tại Jalisco vào ngày 15 tháng 5. Sau đó, ông tuyên bố sẽ tăng cường điều tra và truy tố các tội ác chống lại các phóng viên. Một nền dân chủ đòi hỏi không ai được im lặng. Tuy nhiên, Mexico đang phải chứng kiến bạo lực gia tăng và tham nhũng vẫn còn dai dẳng ở các chính quyền địa phương. Thưa quý vị, nhạc sĩ, ca sĩ Pharrell Williams nhận vinh dự phát biểu khai mạc tại lễ tốt nghiệp của trường đại học New York tại sân vận động Yankee ngày 17 tháng 5, đã đặt câu hỏi: làm sao chúng ta có thể truyền cảm hứng khi chỉ đứng trong hậu trường? Nghệ sĩ nhiều lần đoạt giải Grammy đã thúc giục sinh viên tốt nghiệp dấn thân để tạo cảm hứng cho mọi người. Anh nói, hãy để hành động của bạn trở thành minh chứng cho lợi ích của giáo dục, và rồi nhu cầu đi học sẽ tăng lên. Và đám đông khán giả bùng nổ khi Williams tuyên bố, tôi biết rằng một người nào đó tại đây, trong niên khóa này, một ngày nào đó sẽ nắm giữ Nhà Trắng. Để tôi nói rõ nhé, không phải là màu đỏ hay màu xanh, mà có thể là màu tím như Đại học New York. Chân thành cảm ơn. Bản tin tin nhanh quốc tế hôm nay sẽ được khép lại tại đây. Mời quý vị và các bạn truy cập vào Báo Thanh Niên theo địa chỉ thanhniên.vn và đăng ký kênh YouTube của Báo Thanh Niên để cập nhật những thông tin mới nhất. Cẩm Tú xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.